Ngày nay, nhu cầu giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng ngày càng cao, hát karaoke là một hoạt động giải trí rất phổ biến, rất tốt trong việc gắn kết tình bạn, tình đồng nghiệp và đặc biệt là tình cảm gia đình. Vậy đâu là xu thế của một dàn karaoke gia đình? Các anh em đã biết chưa? Đây cũng chính là chủ đề mà Vidia muốn mang tới cho các anh em để có thể chọn cho mình một dàn karaoke ưng ý nhất, phù hợp nhất với nhu cầu của mọi nhà. Một dàn karaoke gia đình chắc hẳn không thể thiếu những thiết bị sau. Đầu tiên, men karaoke hay còn gọi là cục đẩy. Thứ hai, mixer karaoke hay còn gọi là vang. Nếu anh em nào không muốn sở hữu men cùng với mixer thì có thể thay thế nó bằng chiếc âm ly. Tuy nhiên mình sẽ phân tích bên dưới tại sao anh em vẫn nên sở hữu men và mixer. Thứ ba, đầu karaoke cực chóc. Thứ tư, micro karaoke. Và cuối cùng sẽ là loa karaoke. Nếu mà anh em nào có nhu cầu cho những dàn karaoke cho âm thanh sống động, chân thực và có hồn, đặc biệt là thích những âm bass căng đầy, mạnh mẽ thì nên sở hữu thêm cho mình một chiếc súp để biến dàn karaoke trở nên chuyên nghiệp hơn. Thay vì âm ly, dàn karaoke hiện nay, bộ đôi men và mixer lại được ưa chuộng hơn hẳn bởi những yếu tố sau. Đầu tiên, mixer được ví như trái tim của một dàn âm thanh, không thể thiếu trong dàn, nơi nhận các tín hiệu từ các thiết bị như micro, nhạc. Và men là cục đẩy công suất lớn, có thể tải được loa với công suất lớn. Thứ hai, mixer và men karaoke sở hữu đầy đủ các tính năng, hiệu ứng echo, reverb, equalizer, chống hú tự động để đem đến âm thanh chất lượng nhất. Ngoài ra, cặp này còn có hệ thống bảo mật, sau khi cân chỉnh có thể khóa lại và yên tâm rằng không ai có thể can thiệp để làm âm thanh bị lệch lạc đi. Về đầu karaoke nên lựa chọn đầu có chức năng hát online và tự động cập nhật những bài hát mới nhất với kho nhạc lớn hơn, có khả năng kết nối với các thiết bị thông minh như smartphone, smart TV. Loa, đối với những căn phòng có diện tích nhỏ hơn 20m², chọn loa có công suất từ 100W đến 150W là hợp lý. Nếu anh em muốn sử dụng cặp loa có công suất lớn hơn thì cũng nên trang bị men có công suất phù hợp để đi kèm. Tiêu chí quan trọng nhất của loa karaoke về mặt âm thanh là to, rõ và bền. Về micro, để chọn micro các anh em cần chú ý đến loại dây bọc kim tốt. Micro hay là micro có độ nhạy âm cao, có khả năng thu âm tốt, không có tiếng hú hoặc ít có tiếng hú.